ngày hôm nay mình sẽ là làm lại video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thành kinh nhỏ, thành kinh nhỏ này. Em thích kinh. Còn nhớ những lúc đang đuôi vui với nhau, mày rồi cười. Mai quần áo đẹp. Ở nhà ngủ. Đi đeo đâu được. Em không muốn đi đuôi đi từ hai bãi. Mày không đéo nào mày chặt lắm. Em đéo gì? Mày cần đéo rồi, mày đi chợ mà không có mở thì chợ vẫn đông. Có vẻ là không có mẹ chợ nó không đông nào. Đúng không các bạn? 25.000 kia anh đi quánh. Quánh con lồn cho nó hũ. Có cả lồn nó hũ nữa. Sao anh nhớ? Thế rồi. Nhớ em. Nhớ cái đẹp của anh. 2.675.000. Đợi suốt. Đặt mãi. Bố mày chưa là quyệt một đồng nào của ai. Em biết anh biết mà. Đời tao phải bịp lửa ai. Không, nhưng mà em biết là anh nói chiêu. Em nghĩ là kiểu gì cũng tầm 6 tiếng và bây giờ. Nhưng mà em cứ thích nói như thế. Là ai từ đâu vẫn đến nơi anh dịu sang trăm phương. Em là ai từ đâu vẫn đến nơi anh dịu sang trăm phương. Năm làm thật lâu. Làm đọc cái xào cho bên này sang bên kia. Cho móc giữa là xong. Văn vả, văn vả. Nó này biết có làm thêm được mà. Kiếm cái dây điện. Nhà nợ áo điện đấy. Chích vào xong. Thế là lên điện. Thế mà cũng phải lâu. Lên điện là anh lên điện. Lâu lạ phải văn vả cháo trả. Cửa này có chút em. Nhớ thì chút. Nhớ thì chút. Thế mà nhà anh có nhớ em không? Anh thì đoán là cửa mới còn bé mà. Đấy. Đoán là thừa lại đi xem pháo hoa rồi. Ừ, đi xem pháo hoa gì. Xong về làm gì thì làm rồi. À, ngày mùng 1 người ta kiêng kệ đi việc đi ấy. Mẹ là đi chúc Tết. Mấy anh tụ họp đi chụp Tết. Nhà các bác thì để sáng hôm sau. Năm nay năm nay không phải nhà các bác, năm nay là nhà các bạn rồi. Năm nay không trẻ tận tay nhau. Kép cà là cứ nhịp. Chắc mày được. Ê nhẹ. Giao thừa của kè đến mấy. Rồi giả tí về sớm đời. Phải em kè thật. Làm xong 6 giờ về mang giỏ quà vào. Là con người yêu đây, anh là con bạn gái đây. Giỏ quà mấy trăm của mình. Đã không có tiền vớ phải là con dí người yêu. Không yêu thì lại thấy cô đơn, yêu và thì lại tốn tiền. Anh còn đéo phải vội, mẹ có phải vội giúp anh ấy. 30 đồ. Hai vợ anh thì mẹ làm 10 xúc phạm đi. Mẹ năm nay làm ra, năm nay 38 đúng không? 28 đúng không? Hai vợ anh không biết. Năm nay 27. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tác phẩm tô màu của mình các bạn thấy đẹp thế cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm lại video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích.
Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình tô màu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm qua được. Hôm qua được. Ngáo bắt đầu ngáo. Có tiền bắt đầu ngáo rồi. Đồ em thử chèo thuyền. Có điện thoại đây để quay cái. Quay bắt đầu ngáo cho nên TikTok lên xu hướng nghe. Ôi rồi ôi rồi. Ngươi đi gặp mình. Con bướm đa tình. Nói đi. Người ta chỉ huy và đối mặt như thế làm gì? Đang chỉ huy để nó làm. Đang chỉ huy đang tỏ rồi. Ồ thế này em sẽ phải đi gửi Tết rồi. Ta chẳng phải đi gửi Tết. Đi gửi Tết cũng lại kiểu như là mẹ nhọc. Cũng phải đi lại phải đi gửi Tết. Ý em sướng. Chắc mai hoặc ngày kia em đi gửi Tết. Mang con gà ít tiền biếu bà. Chắc 28 so 28 mang xuống biếu cho ít tiền bà đi ăn quà cho chắc tết ăn quà cho con gà mang con gà xuống góp tết mang ít gạo nếp nữa. Nhau có con kia kia nữa tôi nhập về để xem đây. Để xem về để xem mặt nó như thế nào. Long tôi xem mặt nó. Có thì tưởng này. Long mặt nó là tôi xem mặt nhau kìa anh. Mình chưa được nhìn mặt nó. Chỉ cần nhìn mặt trên app thôi. Ai vậy rồi. Nhìn mặt nhau kéo anh. Nhìn mặt nhau kéo anh. Nhìn mặt nhau kéo. Lúc này mặt tè. Chỉ ở dưới em. Nhà mặt của nhau. Em mít của hơn Long á. Vâng. Long hơn em một tuổi mà. Nhưng mà em phải chụp cao nó. Anh nói tưởng này. Nhìn tưởng hơn nó. Em hai cái bà. Anh con hai cái bà. Ngày mẹ đi là làm cái đéo làm mấy hôm nữa ngày Tết rồi. Ra Tết bắt đầu mà làm luôn từ đầu nhỉ. Tính luôn cho nó dễ. Mai còn chị rồi. Chị ăn Tết xong này bánh chưng trong đầu quên hết rồi. Chị đi cả này mà chị qua tìm. Chị mình chạy. Chị tâm môn nhà mày các bạn này. Nói thật là cái gì hả? Dí hẳn mỏ một cái loài đấy nói thật là một hồn nhỉ vậy. Chạy mới chạy. Ra tên lại quyền bẽng. Sao ăn bánh chừng lại quyền thế? Người ta ví câu như thế chứ. Cái thời gian chơi đã bao nhiêu hôm. Tránh quên này em. Quên công thức. Chơi cả nửa tháng 10 ngày. Ghen là được. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tập phẩm của mẫu mình. Bạn thân nhận kế cho mình xin lần lại được bao nhiêu tên mình hỏi mình thế. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi anh ơi, em làm chơi rồi. Chào các bạn. Để đi. Em bị rồi. Xin chào tất cả các bạn.